Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trung Trần VN và lại là mình An Trần đây. Và ngày hôm nay thì mình muốn mang đến cho các bạn một chiếc máy nữa. Câu chuyện là mình mới được anh Trung Trần cho mở hộp cái chiếc máy này. Đó chính là một sản phẩm đến từ Lenovo, đó chính là chiếc Lenovo ThinkPad X390. Và như các bạn đã thấy rồi, đây vẫn là một sản phẩm nguyên siêu. Tuy nhiên là cái hộp của nó nhìn trông nó hơi nát nát một tí thì thôi các bạn cứ thông cảm cho mình nhé. Còn bây giờ hãy đến với bài mở hộp thôi. Ok, và cái đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây đó chính là chiếc hộp của chiếc Lenovo X390. Mình đã có ở đây thì thực chất nó nhìn nó hơi bị kiểu nát nát một tí, nó là do quá trình vận chuyển mà thôi. Còn máy của các bạn trong này vẫn là một chiếc máy nguyên siêu. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái kết cấu hộp hay là cái thiết kế, cái logo ThinkPad ở đây. Nó là thiết kế truyền thống rồi. Thế nên mình không muốn nói nhiều phần này nữa. Chúng ta hãy cùng đi vào phần bên trong đi. Để tiết kiệm thời gian thì mình cũng đã rạch trước một đường ở đây rồi để cho có thể mở nó dễ hơn. Đó. Nhưng mà máy thì mình chưa làm gì cả nên các bạn cứ yên tâm. Đây. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy ở đây đó chính là một cái phần đệm để đỡ cho chiếc máy của mình. Đó. Nhưng mà mình sẽ để ra một bên. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Lenovo ThinkPad X390. Đây, chúng ta vẫn còn cái siêu này nhá. Cái siêu này thì nếu mà đã bóc ra rồi thì không thể nào dán lại được nữa. Nên là anh em cứ yên tâm, đây là một mặt hàng nguyên siêu. Và bên dưới đây có một cái phần sạc. À, ở tít dưới cơ. Đây. Đây rồi. Ok. Và chúng ta có thể thấy ở đây bên trong chúng ta lại có một cái viên sạc 65W đến từ Lenovo. Cái này thì quá quen thuộc rồi. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một cái đầu Power Delivery Type-C. Còn bên trong thì chúng ta lại có thêm một cái dây nữa, đó chính là cái dây nối để chúng ta có thể cắm vào ổ điện được. Và đây là tất cả những cái có trong chiếc hộp của chiếc Lenovo X390. Mình đã có ở đây luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn, đó chính là bóc siêu chiếc máy ThinkPad X390 này luôn. Thì như là mình có vừa nói rồi thì nó chỉ có một cái siêu duy nhất ở đây thôi. Thì mình chỉ đơn giản là mình xé nó ra thôi. Đó. Ui, hơi nhách tí. Hơi. Ôi, rồi, ok. Đó. Thì và đây là chiếc ThinkPad X390 của mình. Đó. Trông khá đẹp. Chống bám mồ hôi dấu vân tay luôn này. Ok, rất đẹp. Cái phần đầu tiên mà mình muốn nói đến trong cái video mở hộp chiếc ThinkPad X390 này, đó chính là cái phần thiết kế của chiếc máy này. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây đó chính là một cái thiết kế vô cùng quen thuộc đối với tất cả dòng ThinkPad rồi. Và nó là thiết kế đặc trưng của dòng ThinkPad đời X. Ở đây chúng ta có một cái thiết kế mặt trơn luôn, nhìn trông nó rất là sang xịn mịn. Và đi kèm với đó là cái việc nó chống bám mồ hôi dấu vân tay vô cùng tuyệt vời luôn. Và khi mà chúng ta mở chiếc máy lên thì cái logo ThinkPad ở bên góc bên trái tuy là không phát sáng, không có quá nhiều điểm nhấn, nhưng mà nó vẫn tạo cho mình một cái sự thương hiệu nhất định. Nghĩa là nó có tính thương hiệu các thứ, nhìn mở ra phát là anh em biết là máy ThinkPad rồi, không phải nói quá nhiều nữa. Đi kèm với đó chúng ta đã có một cái phần cấu tạo thiết kế vô cùng đặc biệt. Chúng ta đã có cái phần sợi hợp kim carbon ở mặt trước, ở mặt phần nắp của máy. Và đi kèm với đó là cấu tạo phần thân sẽ là hợp kim magie. Nó tạo cho mình một cái độ bền bỉ. Và đi kèm với đó là một trọng lượng vô cùng nhẹ nhàng, đặc trưng của dòng ThinkPad luôn. Bằng chứng là cái chiếc ThinkPad X390 này của mình, nó chỉ nặng đâu đó rơi khoảng tầm 1,28 kg mà thôi. Thành ra là việc cầm đi hay là mình cầm nắm các thứ lên ý, thì nó cũng sẽ rất là nhẹ nhàng mà thôi. Và ở cái phần thiết kế này chúng ta cũng phải nói đến một cái phần nữa, đó chính là việc cái chiếc máy này cũng được đạt chuẩn của quân đội, đó chính là MIL STD. Thành ra là nó cho mình một cái độ bền vô cùng chắc chắn luôn. Tuy là nó rất là mỏng, rất là nhẹ, nhưng mà anh em cũng không phải lo quá nhiều về cái phần độ bền của nó, bởi vì chiếc máy này thực sự rất là bền. Và chuyển đến cái phần thiết kế bên trong thì chúng ta đã có thể nhìn thấy ở đây luôn. Đó chính là đập vào mắt chúng ta, đó chính là một cái màn hình 13.3 inch. Và đây là một trong số những cái màn hình mà có thể nói là vô cùng tuyệt vời rồi. Thực ra là cái màn hình đến từ ThinkPad thì luôn luôn rất là tốt, rất là tuyệt vời, màu sắc rất là đồng đều và không phải nói quá nhiều nữa rồi. Mình bản thân mới mở hộp ra cũng đã rất là hứng thú rồi, bởi vì cái lớp anti-glare nó khiến cho cái màn hình này nó không bị phản chiếu ánh sáng nhiều ấy. Thành ra là nó vô cùng tuyệt vời. Thậm chí là mình muốn mở nó lên luôn để mà mình trải nghiệm luôn ấy. Và ở bên trên chúng ta đã nhìn thấy ở đây đó chính là có một cái phần webcam ấy. Nó không có cái phần tinh shutter như là cái chiếc ThinkPad X1 Carbon Gen 8 mà đời trước mình có review ấy. Ở ngay bên dưới cái phần màn hình chúng ta đã nhìn thấy ở bên trái đó chính là cái logo của Lenovo. Và ở bên phải nó sẽ là logo X390. Và nó sẽ gọi là đánh dấu là cái điểm nhấn của con máy luôn á. Và cái phần ở giữa kết nối cái màn hình và cái bàn phím, cái phần bên dưới của máy, đó chính là cái phần bản lề. Cái phần bản lề này thì thực sự theo các đời nó chỉ thay đổi cái phần màu của nó thôi, mình để ý là như vậy. Còn cái thiết kế nó vẫn là như thế, vẫn là hai cái phần bản lề nhỏ nhỏ xinh xinh ở hai bên, trông rất là đều. Và thực sự khi mà chúng ta có thể trải nghiệm thực tế thì tuy nhỏ nhưng mà nó vô cùng có võ luôn, rất là bền bỉ. Mình có thao tác các thứ ví dụ như là gập lên gập xuống như thế này, ngửa hẳn ra như thế này thôi thì nó cũng rất là ok, không có vấn đề gì cả, không có hiện tượng gọi là bị lỏng lẻo hay gì cả hết. Đấy, mình cực kỳ thương thế này luôn. Cái phần nút nguồn của chiếc ThinkPad này thì nó cũng hơi khác so với thế hệ dòng X1 Carbon ấy. Cái phần X1 Carbon đời trước thì mình thấy là đây là một cái nút nguồn nó bị nhám nhám, nó không được bóng bẩy như là cái nút nguồn trên X390 này đâu. Cái phần nút nguồn trên X390 này thì được đặt ở phần nghiêng về cái phần bên phải của chiếc máy này. Thành ra là nó tạo cho mình cái cảm giác sử dụng khá là tốt. Mình chỉ đơn giản là mở máy lên và ấn nút vào, thế là xong. Và nó cũng hơi bóng bẩy một chút, thế nên là nhìn nó sẽ được nổi hơn một tí thì cứ cho là như thế. Chuyển đến phần bên dưới chúng ta đã nhìn thấy đó chính là cái phần bàn phím của chiếc X390 này. Về cái bàn phím ý, thì mình cũng không có quá nhiều điều để mà nói, nhất là những cái trải nghiệm của mình đã có trên những cái dòng ThinkPad trước thì nó cho mình một cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Phím bấm vừa phải và cái hành trình phím của nó cực kỳ tốt. Thành ra là mình cũng chỉ muốn lao vào trải nghiệm luôn mà thôi. Nhưng mà hiện tại thì chắc là mình sẽ hẹn cho anh em là đến cái video tiếp theo khi mình đánh giá chi tiết chiếc máy này nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ chỉ có thể nói là đây là một trong số những cái bàn phím mà mình thấy là có hành trình phím tốt và cái độ to phím vừa phải để mình có thể bấm được. Chuyển đến phần bên dưới chúng ta có thể nhìn thấy ở đây đó chính là phần trackpad của chiếc máy này. Và ở đây chắc là các bạn, nếu mà các bạn có thể nhìn zoom cận cảnh ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là nó thiết kế khá là giống so với tất cả những cái dòng ThinkPad đời trước rồi. Nó sẽ chỉ là một cái trackpad như thế này thôi, và đi kèm với đó là hai cái phần gọi là kẻ đỏ để có thể tô điểm lên cái phần nổi bật của hai cái nút bấm, nút chuột trái chuột phải và nút giữa này, trông rất là ok. Và bên cạnh đó thì chúng ta có đó chính là nút vân tay một chạm. Và thực sự là những cái trải nghiệm mà mình có, ví dụ như là vừa mở hộp ra các thứ ấy, thì nó cho mình một cái cảm giác rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà có một cái lưu ý về cái chiếc trackpad này, đó chính là việc mình mới mở hộp ra, thành ra là có khi là do máy quá mới, thế nên là khi mình vuốt thử nhá thì nó cảm giác nó hơi bị tạo độ rít ở giữa những cái phần tiếp xúc của cái tay mình với cả cái trackpad này. Nhưng mà chắc là mình phải test thì mình mới hiểu được là cái cảm giác khi mà sử dụng chiếc máy này nó có thực sự ok hay không. Còn đâu thì thực ra cái chiếc máy này vẫn được sử dụng đó chính là Windows Precision, thành ra là nó vẫn có đầy đủ tất cả những cái thao tác mà anh em muốn cài đặt vào trong chiếc máy này luôn. Đó. Còn nói một chút về cái phần đó chính là phần cổng kết nối đi. Thì cái cổng kết nối chúng ta cùng chuyển đến phần bên ngoài. Trên ThinkPad X390 thì cả hai cổng kết nối Type-C đều hỗ trợ Power Delivery, truyền năng lượng, xuất hình ảnh, âm thanh theo chuẩn DisplayPort và tất nhiên là tất cả truyền dữ liệu song song hết. Ngay bên cạnh cổng Type-C thứ hai là cổng dạng mini internet chuẩn Gigabit để kết nối dây mạng RJ45 thông qua các di chuyển đi kèm. Trong đó có một cổng dạng Always On hỗ trợ sạc cho các thiết bị ngoại vi như là smartphone, smartband ngay khi tắt máy luôn. Một cổng HDMI 1.4 để kết nối với màn hình lớn, một cổng combo tai nghe và mic. Bên cạnh đó, X390 còn được trang bị đầy đủ các kết nối không dây hiện đại như là Bluetooth 5.0, Wi-Fi AC2, băng tần tốc độ lên tới là 1.73 Gigabit, 4G LTE AC9 và cả Wi-Fi 6G tùy chọn. Thực sự thì khi mà nhắc đến một cái chiếc máy laptop dành cho doanh nhân để làm việc thì cái số lượng cổng kết nối là một trong số những cái vấn đề mình cần bàn đến nhiều đầu tiên. Và cái số lượng cổng kết nối trên chiếc ThinkPad X390 này hoàn toàn có thể hàm hài lòng mình luôn. Bởi vì thực sự là nó quá là đầy đủ rồi, mình cũng không cần phải đòi hỏi thêm quá nhiều thứ nữa. Có một cái phần lưu ý nhỏ dành cho tất cả các bạn đang quan tâm đến chiếc ThinkPad X390 này, đó chính là việc chiếc máy của mình được trang bị module 4G. Và đi kèm với đó sẽ là một cái cổng ở đằng sau như thế này để chúng ta có thể lắp cái sim của chúng ta, hoặc là cái phần micro SD để hỗ trợ thêm cái bộ nhớ của máy. Mà đây là cái phần mà mình không hiểu vì sao rất nhiều người dùng đang bỏ quên trên cái phần ThinkPad này, nhưng mà các bạn nên lưu ý là hỏi rõ với cả bên bán xem là cái chiếc máy này đã được trang bị module 4G hay chưa và thôi. Cái phần tiếp theo mình muốn nói đến đó chính là cái phần cấu hình của chiếc máy này. Thực ra là cái phần cấu hình là cái phần mà tất cả người dùng đều quan tâm. Và trên chiếc ThinkPad X390 này thì mình cam đoan với các bạn là không phải thất vọng về chiếc máy này đâu, khi mà chúng ta được trang bị đó chính là một con chip đầu 10. Cụ thể ở đây đó chính là con chip Intel Core i5-10210U, đi kèm với đó là 8GB RAM, SSD 256GB và hỗ trợ cho chiếc máy này đó chính là card màn hình UHD 620 đến từ nhà Intel luôn. Và đây là một trong số những cái cấu hình mà mình có thể đánh giá là dựa trên thông số nhé, là hoàn toàn có thể chiến được cho anh em, ví dụ như là những cái ứng dụng ví dụ như là Lightroom này hay là Photoshop hay là chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng để làm PowerPoint này, Excel các thứ hoàn toàn thoải mái luôn. Những cái file lên đến hàng trăm mê các thứ xử lý trong một nốt nhạc không vấn đề gì cả. Nhưng hiệu năng thực tế ra sao thì mình phải trực tiếp test trong và gửi thông tin đến các bạn trong cái video đánh giá chi tiết tiếp theo nhé. Còn để vận hành cả chiếc máy này thì sao? Thì chúng ta sẽ có một viên pin đâu đó rơi khoảng tầm 48W/giờ. Và đây là một trong số cái viên pin mà mình đánh giá là không hề quá lớn trên một chiếc laptop. Nhưng mà cái dung lượng pin của những chiếc Lenovo ThinkPad thì luôn luôn làm mình phải bất ngờ. Và mình nóng lòng muốn thử luôn xem là nó sẽ như thế nào nhé. Ok, và bây giờ chúng ta đã đi đến phần kết của video rồi. Vậy các bạn nghĩ sao? Cái chiếc ThinkPad X390 này có thực sự xứng đáng với cái giá tiền đâu đó rơi khoảng tầm 20 triệu hay không? Thì hãy cho mình biết ở phần comment phía dưới nhé. Còn nếu mà các bạn nào đang quan tâm đến cái sản phẩm này hay bất cứ sản phẩm laptop nào khác, hãy ghé qua trang web ở phần bên dưới trungtran.vn, có đầy đủ tất cả mọi thứ cho anh em luôn. Còn nếu mà mọi người thích cái video này, hãy đừng ngần ngại nhấn nút like, subscribe và nhấn nút chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ chúng mình trong tương lai nhé. Mình là An Trần, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.